Rồi. Không phải nhìn hết này có. Ngọt rồi con. Để nước hoa quả nguyên chất. Văn Giang đấy nó thuộc ở tỉnh Hưng Yên à? Vâng. Công nhận cái đất nó dễ làm nhỉ. Mấy năm gần đây nó mới bắt đầu canh tác. Rồi hôm qua đi bỏng mấy xài cam quýt xài Bạt ngàn. bát ngàn. Ở trong thì toàn chuối chuối, ở trong những cái nhà ấy, ở trong những cái nhà mà nó xây cao tầng ấy là ở những cái khe nhà ấy là toàn có cam này đấy chứ, toàn có cam với chuối ấy chứ. Là hơn 12 giờ rồi. Giờ phải 12 giờ 20, 12 giờ 25 rồi. 12 giờ 25 rồi gì ạ? Hết chưa? Hết chưa? Hả? Hả? Ăn có ngon đấy nhỉ? Thằng rất thích uống nước cam, nước hoa quả nhé. Nước dừa, dừa tốt, dừa nó ngọt quá. Có mỗi một hôm là không uống thôi, Tôi còn hôm trước thì uống nào con, nhiều nước dừa. quay đây mà. Nó đang nhìn ánh sáng thay đổi, nó ngoảnh ra nó nhìn.